viết riêng tặng cho lễ trao giải của chúng ta ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quân Rap Show, Trung quân Idol và Vũ đoàn Sài Gòn. Vâng, một sáng tác rất là tuyệt vời dành riêng cho live show Bài Hát Việt. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhìn vào chiếc cúp Bài Hát Việt năm 2011. Và không biết giải thưởng danh giá này sẽ dành cho ca khúc nào trong số 16 ca khúc ngày hôm qua. Xin được trân trọng mời lên sân khấu nhạc sĩ Quốc Trung, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, người sẽ công bố phần giải này ạ. Trên tay tôi là kết quả bài hát, cái giải quan trọng nhất của năm mà tôi chắc chắn là không phải dành cho anh Thanh Tâm, bởi vì anh chỉ thần tượng anh Hoài Sa mà không thần tượng hội đồng thẩm định. Có một cái khó cho hội đồng thẩm định năm nay là những bài hát lọt vào chung kết rất là đa dạng, rất là nhiều cái phong cách khác nhau. Nhưng mà giải thưởng lại chỉ có một giải và chúng tôi không có phân chia ra các phong cách. Cho nên là buổi sáng hôm nay hội đồng cũng làm việc rất là căng thẳng. Căng thẳng không phải là vì cãi nhau mà vì căng thẳng là ai cũng muốn cho rất là nhiều bài hát về bản thân tôi. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ là nếu mà tôi chấm tôi cũng phải cho ít nhất là 4 bài hát được giải bài hát của năm. Thế nhưng mà giải thưởng thì chỉ có một thôi. Và chúng tôi hội đồng thẩm định cũng như là tiêu chí của chương trình luôn hướng tới bài hát. Thứ nhất, chúng tôi nghĩ là bài hát phải có một cái cảm xúc, mang lại cảm xúc đối với người nghe. Và đối với hội đồng thẩm định thì bài hát đấy nó phải mang cái tư chất của một nhạc sĩ. Ở đây là một sự nhạc sĩ có tính chuyên nghiệp cao. Một bài hát được viết với một cái phần hòa âm hoàn chỉnh, rồi được trình diễn bởi chính nhạc sĩ đấy, rồi nó mang lại một cái sản phẩm âm nhạc rất là hoàn chỉnh và hướng tới một sự chuyên nghiệp. Và tôi xin công bố cái giải thưởng quan trọng nhất bây giờ. Giải thưởng bài hát của năm do hội đồng thẩm định bình chọn đã thuộc về nhạc sĩ Thành Vương. Bài ký hát mùa đông, ký ức mùa đông. Vâng, một ca khúc xin chúc mừng Thành Vương. Quý vị đang lắng nghe những giai điệu của ca khúc Ký ức mùa đông với giọng ca của ca sĩ Tô Minh Đức. Và ca khúc này đã đem đến giải thưởng danh giá nhất dành cho nhạc sĩ Thành Vương. Gió lạnh đôi vai em để ta thấy mùa đông ấm hơn. Chúng ta đang nghe những giai điệu rất ngọt ngào của bài hát Ký ức mùa đông. Bài hát của năm của Bài Hát Việt 2011. Tôi tin chắc rằng ngồi trước khán giả có rất nhiều, ngồi trước màn hình lúc này có rất nhiều khán giả và họ cũng đồng tình với hội đồng thẩm định. Xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Trung. Vâng, giây phút rất là xúc động đúng không anh Thành Vương? Cho Thành Vương được nói là đầu tiên là vừa rồi anh Thanh Tâm có rất thần tượng anh Hoài Sa. Thì em cũng giống anh Tâm là em thần tượng anh Hoài Sa rất lâu rồi. Và em thần tượng thêm nữa đó chính là hội đồng thẩm định. Tức là rút kinh nghiệm từ Hoài Sa và Thanh Tâm. Không, đấy là điều thật sự bởi vì là em rất ấn tượng với hội đồng thẩm định năm nay. Thực sự đó là những nhà sản xuất và em luôn luôn coi những nhà sản xuất producer đó là những gì rất là cao quý và thiêng liêng và là cái mà mình hướng tới. Em xin cảm ơn lại một lần nữa tất cả các thành viên trong hội đồng thẩm định. Em cảm ơn ban tổ chức cũng như các anh chị trong ekip thực hiện lên chương trình Bài Hát Việt đã thực hiện lên một chương trình thật sự là rất bổ ích và là nơi để cho các nhạc sĩ trẻ, ca sĩ trẻ có cơ hội giao lưu, gặp gỡ nhau một cách dễ dàng hơn. Không thể thiếu nữa là cảm ơn ca sĩ người bạn, bạn Tô Minh Đức đã thể hiện rất thành công ca khúc Ký ức mùa đông. Và cảm ơn tất cả những người bạn đã luôn sát cánh cùng Thành Vương
và cho Thành Vương gửi lời cảm ơn đến gia đình của Thành Vương nữa. Đặc biệt là cảm ơn mẹ của Thành Vương, là người mà đã trong cái thời gian mà Thành Vương mà viết bất kỳ một ca khúc nào ấy, thì phải dành hết thời gian cho nó, cho nên là không có thời gian để làm công việc quen thuộc, đó là phối khí để kiếm tiền nữa. Cho nên là trong những lúc như thế thì mẹ luôn là người cho Thành Vương vay tiền để tiêu. Và sau này thì mặc dù là sau này có trả lại nhưng mà cũng chẳng bao giờ trả đủ cả, thôi coi như là xong. Qua truyền hình thì cho Thành Vương cảm ơn, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mẹ của mình nói riêng và toàn thể gia đình. Và một lần nữa cho Thành Vương lại cảm ơn những ký ức mùa đông của Hà Nội đã cho Thành Vương để viết nên ca khúc này. Xin chân thành cảm ơn. Và xin cảm ơn Thành Vương. Tôi còn muốn hỏi bạn một câu nữa. Tôi tin chắc là sau lần nhận giải này thì bạn sẽ trả được đủ trong người mẹ của mình. Còn bây giờ thì một câu hỏi dành cho bạn. Sau khi đạt giải cao nhất của Bài Hát Việt rồi, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Lúc này trong đầu bạn đang nghĩ gì? Con đường tiếp theo của mình sẽ là gì? Là producer hay là tiếp tục làm nhà sĩ sáng tác? À vâng ạ. Producer thì là cái em đang em hướng đến và nó luôn là một cái mục đích rất là cao quý đối với em sẽ cố gắng. Và còn mục tiêu tiếp theo nữa là tiếp tục tham gia Bài Hát Việt, đi tìm những cảm xúc khác để tiếp tục viết lên những bài hát nữa để gửi dự thi chương trình Bài Hát Việt, để gặp gỡ mọi người ở đây và anh Tuấn nữa. Dạ vâng. Anh Tuấn thôi ạ. Chết rồi. Thanh Vương. Thanh Vân xinh thế này mà. Lát nữa Vân cho mình ra gặp riêng Vân ở ngoài nhé. Vâng. Vâng, chúng ta hãy cùng một lần nữa chúc mừng tác giả của bài hát của năm. Vâng, và xin được mời lên sân khấu những tác giả, những ca sĩ, những nghệ sĩ đã đạt giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay cùng lên sân khấu. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng chúc mừng lại một lần nữa cho tất cả những tác giả, những ca sĩ, nghệ sĩ đã giành được những giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bài Hát Việt 2011 sẽ khép lại tại đây. Một lần nữa xin chúc mừng các tác giả, các ca sĩ, các nghệ sĩ đã đoạt giải hôm nay. Để có được những giây phút thành công này, chúng ta không thể quên lời cảm ơn đến các nhạc sĩ, tác giả tham gia dự thi, đến các thành viên của hội đồng thẩm định, các nghệ sĩ, dàn dây, nhóm bè, các nhóm múa, các kỹ thuật viên dàn dựng, ban tổ chức, các nhà tài trợ và đặc biệt là sự hưởng ứng của tất cả khán giả, cũng như những người hoạt động nghệ thuật, các nhà báo đã động viên để chương trình được thành công trong suốt năm qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chương trình lễ trao giải Bài Hát Việt năm 2011 do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty Cát Tiên Sa thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng mỹ phẩm The Bone xin được phép kết thúc tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ và đồng hành của tất cả quý vị ở những live show tiếp theo của Bài Hát Việt những năm tiếp theo. Vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã chú ý theo dõi chương trình này. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong Bài Hát Việt năm sau. We'll be right back.